kính chào quý vị và các bạn. Tác động của không khí lạnh kết hợp thêm nhiễu động gió đông từ biển dịch chuyển vào khiến cho các tỉnh thành thuộc Bắc và Trung Trung Bộ trong hôm nay và hai ngày tới có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ hôm nay đến sáng ngày 5 tháng 11 ở khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 350mm. Bà con các khu vực này cần hết sức cảnh giác với mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại vùng trũng thấp hay lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Với tác động của không khí lạnh và mưa lớn nên nhiệt độ tại Trung Bộ không cao, chủ yếu dao động từ 19 đến 30 độ. Lui xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn xuất hiện mưa rào và dông rải rác về chiều tối do hoạt động của nhiễu động gió đông. Cục bộ có nơi mưa dông lượng khá, nhiệt độ ngày đêm từ 17 đến 29 độ tại Tây Nguyên và 23 đến 31 độ tại Nam Bộ. Quay lại với Bắc Bộ, từ đêm nay, bộ phận không khí lạnh phía Bắc sẽ có quá trình tăng cường xuống phía Nam nên nhiệt độ có xu hướng giảm hơn, dao động từ 17 đến 28 độ. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ có kết hợp thêm hoạt động của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên có mưa rào và dông rải rác. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đều có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Nhiệt độ tại cả hai quần đảo không vượt quá ngưỡng 31 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sau giảm mưa trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ.